Nhà lãnh đạo phe đối lập Belarus tuần trước đã tuyên bố rằng Tổng thống Alexander Lukashenko được đưa đến một bệnh viện ở Moscow và đang trong tình trạng nguy kịch sau khi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cánh cửa đóng kín. Đối thủ của ông Lukashenko, Valery Tsvetaylo, cựu ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống Belarus và cựu đại sứ tại Mỹ, cho biết Tổng thống đã được đưa đến bệnh viện sau cuộc họp kín với ông Putin. Ông cũng tuyên bố rằng Điện Kremlin đã bắt đầu một chiến dịch che đậy thông qua việc lan truyền thông tin về một cuộc kiểm tra y tế theo lịch trình của ông Lukashenko. Tuy nhiên, ông nói rằng thông tin mà nhóm của ông thu được cần có thêm kiểm chứng và thông tin đó chưa được xác nhận. Ông cũng cho biết rằng các chuyên gia giỏi nhất đã được cử đến để đánh giá tình trạng của Tổng thống và ông có thể được vận chuyển đi do mức độ nghiêm trọng của bệnh. Hôm qua, ông đã có giải thích cho cáo buộc trên như sau. Nga hiện không cần phải đầu độc ông Alexander Lukashenko, nhưng nếu ông ấy chết trong chuyến thăm Moscow, kể cả do nguyên nhân tự nhiên, Điện Kremlin sẽ khó có thể chứng minh mình vô tội trong vụ đầu độc, nhà đối lập người Belarus Valery Tsvetaylo nhận định. Ông ấy nói điều này trong một cuộc phỏng vấn với tổng biên tập của ấn phẩm Gordon Elbasman. Theo Tsvetaylo, ông Lukashenko mắc một căn bệnh nghiêm trọng về hệ thống tim mạch và việc này đã diễn ra trong nhiều tháng. Anh ấy bị ốm vào buổi tối thứ Năm, 25 tháng 5. Anh ấy được đưa vào bệnh viện lâm sàng trung tâm Moscow, bệnh viện Kremlin cũ. Đương nhiên, lúc đầu, các bác sĩ địa phương đã cố gắng cứu giúp anh ấy trở lại bình thường. Anh ấy bị sốc cấp tính, thậm chí còn bất tỉnh. Và khi điều này xảy ra, hầu như tất cả các bác sĩ ở Moscow đều thức dậy vào ban đêm. Họ đang tìm kiếm những loại thuốc quý hiếm từ ai đó. Các chuyên gia đã tập trung để cứu giúp anh ấy trở lại trạng thái bình thường, Tsvetaylo nói. Và giải thích rằng liên quan đến cuộc họp của hội đồng nên anh ấy biết được thông tin về tình trạng của ông Lukashenko. Ông Tsvetaylo có chú ý đến một thực tế, là sau toàn bộ lịch sử lâu dài về việc Nga sử dụng chất độc, thì việc có một thời điểm suy đoán về tình hình sức khỏe của ông Lukashenko thật hợp lý khi cho rằng ông ấy bị đầu độc. Đây chính xác là điều mà Điện Kremlin thực sự muốn tránh. Do đó, các bác sĩ đã thông báo như sau, nếu ông ta bị tôi sẽ nói theo ngôn ngữ văn học đá, thì chúng tôi cũng sẽ bị đá. Tất nhiên, mọi thứ đã không như vậy kèm theo những biểu hiện khác. Tôi hoàn toàn tin chắc rằng nếu Điện Kremlin muốn đầu độc ông ấy, thì ông ấy đã bị đầu độc từ lâu, nhưng, ngay cả khi ông ấy chết vì nguyên nhân tự nhiên, bằng cách nào đó, tôi tin chắc rằng Điện Kremlin sẽ khó có thể trốn tránh cáo buộc đầu độc, nên họ phải làm mọi thứ có thể để cứu ông ấy, phe đối lập nhấn mạnh. Theo Gordon Moore, tôi là Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.